Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với OK Tống Tiền. Và hiện tại thì mình đang ở vị trí cửa khẩu gì mình quên mất rồi, ở Điện Biên ấy. Hiện tại thì mình đang có một tour gọi là dứt khách từ vị trí cửa khẩu này về địa phận Lai Châu. Và đây là núi rừng Tây Bắc nhé bạn nhé. Đấy, núi rừng Tây Bắc đấy, ở vị trí cửa khẩu đấy. Gọi ra một vị trí nói chung là khá là trọng điểm của quốc gia trong những ngày tháng chống dịch Covid-19 vừa qua. Và hôm nay thì mình có một tour ở đây. Và con xe ngày hôm nay mình sử dụng đó là con Blue Sky 2019. Phiên bản mình sử dụng là phiên bản 2019 nhé bạn. Với 47 ghế. 47 ghế luôn. Phiên bản gốc từ nhà sản xuất ra. Và hiện tại đây là cái map Việt Nam V7.0 của Thạch, Lên và đường sẽ thôi. bổ sung thêm một đoạn đường, đó là thêm khoảng đâu tầm gần 200 hay 300 km gì đó từ Điện Biên về Lai Châu, có thêm đèo Pha Đin. Và bộ skin ngày hôm nay mình sử dụng đó là bộ skin nói chung là Việt Nam đất nước tôi, nói chung là một bộ skin của Lâm Nguyễn. Nó cũng cách phối màu của cậu ấy rất là đẹp, nhưng mà không biết vì sao mình bị lỗi kính như sao, đề ca kính như sao, cho nên cái phần đề ca kính nó không hiện hiện đầy đủ cái bộ skin này, nên nó hơi lỗi phần kính, nên là skin nó phần bên trên nó không hiện mà chỉ có một chút phần bên dưới như đó. Mà một skin nó rất là đẹp, và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng kèm theo đó là nón gì vua. Vâng, bạn thấy Blue Sky đội nón gì vua chưa nhỉ? Thực ra thì cũng có mà hiếm lắm ạ. Nguyên bản từ nhà sản xuất ra thì không có, nhưng mà chỉ có bên ngoài chúng ta đổ vô thôi, lắp vô thôi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ lắp nón gì vua. Mình nhìn theo trông nó cũng nhìn cái xe nó cao hơn các bạn, nhìn cái nón nó cao, nhìn xe nó cao, và nó có cái cảm giác giống như kiểu là nó đồ sộ, nó chắc chắn hơn một chút xíu. Và quả thật là nhìn nó cũng rất là đẹp, có một cái chút gì đấy cá tính rất là mạnh. Đó, đây là khu vực kiểm soát biên giới nhé, có lá quốc kỳ Việt Nam kìa, không bay được mà đứng yên chỗ. Nói chung đây là một sự cố gắng rất là lớn của Thạch rồi đó, bạn thấy không, nón gì vua của mình rất là đẹp. Hôm nay thì phiên bản động cơ mình sử dụng là phiên bản động cơ HD máy 41 đó, D6 CB à, D6 CK chứ. Đây đây là những vị khách của chúng ta. Bộ skin này thì của Lâm Nguyễn thì nó mang thiên hướng là khu vực Đà Nẵng nhiều hơn. Mình thấy cái biểu tượng chiếu là cái điểm nhấn của nó là cái cầu rồng. Và hiện tại mình đang ở Đà Nẵng mà thấy cái cầu rồng thì rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là khu vực kiểm soát biên giới nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho xe lăn bánh để quãng đường là khoảng đâu tầm 100 mấy chục cây. Hồi nãy mình xét map á, 100 mấy chục cây, 160 mấy cây ấy, cũng tương đối là dài. Và cái thời gian thời lượng video thì cũng tương đối là dài nữa, khoảng đâu tầm 37 38 phút gì đấy. Cho nên là những chỗ nào mình cần bình luận thì mình sẽ cần bình luận. Hôm nay thì mình sẽ bình luận full video, nhưng mà mình sẽ có những chỗ đoạn mình sẽ bình luận và có những đoạn mình sẽ không bình luận. Ôi giời ơi, vãi kìa, xe con đẩy luôn cả xe khách. Ôi ôi. Ơi bác căng quá bác ơi, em xin ít đường mà bác căng quá. Khổ. Đúng là dân biên giới càng vãi quá bác ạ. Đẹp không? Rất là đẹp. Có biểu tượng của Sài Gòn và Hà Nội, ba miền trong cùng một bộ skin. Rất là đẹp. Đấy, tòa nhà B gì? Bkotex à? Hay là cái gì nhỉ? Là nhà cao tầng nhất thành phố Hồ Chí Minh nhé. Cái gì nhỉ? Bkotex à? Cái gì đấy, mình quên chám tiêu rồi. Cầu Rồng. Đúng rồi, biểu tượng của Đà Nẵng là cầu Rồng. Còn Hà Nội hình như là Hồ Gươm à? Hình như là Hồ Gươm thì phải các bạn. Rồi, hiện tại thì mình đang sổ đèo xuống dốc. Thì map này một số YouTuber hoặc một số các streamer, các bạn hay stream game này thì chạy từ dưới lên. Hôm nay thì mình chạy từ trên xuống. Chạy từ trên Điện Biên xuống, từ cửa khẩu xuống. Cửa khẩu gì nhỉ?
cơ cấu gì mình quên tên mất rồi. À thôi không quan trọng. Ai lúc đầu anh Tài thì cũng khá là hăng say đấy, đổ đèo tốc độ đổ dốc cũng khoảng tầm ba mấy 50 luôn, nhưng mà lúc đầu thôi các bạn ạ. Đấy, sáu mấy luôn, vui rồi. Anh chạy kinh quá anh ơi, đường đồi núi anh ơi. Đấy đấy đấy, lỡ nhịp đấy, đường đồi núi mà chạy cả sáu mấy. Nhưng mà chưa nể bằng cái vụ mà lên đèo các bạn. Anh Tài lên đèo kinh lắm. Các bác cứ tưởng tượng là lên đèo xe ta chạy khoảng 40-50, bác cứ quất tầm 60-70, 50-60. Mà các cái con xe, các bác ở khu vực Tây Bắc, bác Tài khu vực Tây Bắc chạy cũng kinh thật. Mấy con xe con, mấy xe anh bác công thì cứ lên đèo 60-50-60. Nên là bác Tài Blue Sky ngày hôm nay cũng cố gắng đua theo các bác đấy. Nên là hành khách đằng sau thì các bác hôm nay có một trận, có một gọi là chuyến xe cũng hơi gọi là bão táp một tí. Cho nên là sẽ có một số bài hành khách ở vị trí cuối xe nhiều khả năng là say xe đấy. Bởi vì hôm nay thì Tây Bắc thì khá là nhiều đèo và cái biên độ dốc của nó rất là cao. Hôm nay thì mình sẽ rước từ địa phận cửa khẩu Điện Biên về địa phận Sơn La. Thời tiết ngày hôm nay mùng 1 tháng 5 thì ngày quốc tế lao động thì cũng rất là đẹp. Ban ngày thì có nắng nhưng mà chiều tối thì sẽ có mưa. Đấy. Đúng là thà chỉ hợp với đầm đồi với núi đường hẹp thôi. Nhìn đẹp vãi. Bạn thấy cây cối này, thảm thực vật này rất là đẹp và phong phú và thực tế luôn. Không biết đây là bản nào ở vùng sâu vùng xa thì mình không biết nữa. Vậy bác chơi ác thì bác ơi, nhẹ vào số đi, để mo kìa. Xe đang để mo đấy, bác nhìn đẹp không? Đấy, giờ vào số này. Bạn thấy xe đẹp không? À không, thấy nón, đội nón gì qua đẹp không? Nhìn trông nó cao ráo và nó khôi ngô tuấn tú hẳn lên nhỉ. Và bộ skin về của Lâm Nguyễn thì cũng khá là đẹp, màu mè hoa lá, cách phối màu khá là ok. Nhưng mà mình không thích cái cách phối màu ở cái cản trước của nó, ở cái mũi xe đó, ở cái phần cản dưới đó. Và nhìn anh em nào mà đang sử dụng Blue Sky của Hải Đăng mua thì sẽ rõ mình thích nó sự đồng bộ từ trước đằng sau cơ. Mà cái đằng trước thì cái cản mũi trước thì lại hơi lệch một tí màu, mình không thích đấy. Và đang xuống dốc đây. Hôm nay mình lại quên setting cái phanh từ, nên hiện tại không có phanh từ. À, đang sử dụng máy HD mà. Đang sử dụng máy HD mà quên. Wow, đẹp nhỉ. Anh em muốn mua map, mua xe thì trong phần mô tả thì mình cũng để đầy đủ các đường link đấy ạ. Từ xe ghế, từ xe giường nằm của cậu An. Rồi map của Thạch tới ghế của Hải Đăng. À, cái phần tiếp theo đó là cái mod về đón, nói chung là cái mod làm nhiệm vụ hành khách trong map Việt Nam của anh Thúc Nguyên nữa. Còn một dòng cuối cùng là dòng design về skin thì cái đấy chỉ dành cho xe giường. Dạ thì mình đang dùng bộ skin xe giường của em có Quốc Thành design. Nói chung thì khá là đẹp. Ok, mình sẽ cho khách dừng chân đây một tí để nói chung là ai nôn thì xuống nôn tiếp. Ai buồn đái thì tiếp tục xuống đái đi, vì từ hành trình này trở đi, từ hành trình trần này trở đi thì mình sẽ đóng một ga luôn. À đâu, có một chỗ nữa, đó là chỗ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ à, hay ở đâu, ở Điện Biên nữa, ở thành phố Điện Biên nữa, có một đoạn nữa. Đây là khu vực biên giới. À, chúng ta sẽ lên đường ạ. À. Ôi giời, thằng xe con định hôn đít mình kìa. Nó cứ bắt hốt thì bằng được cơ. Đang tìm lộ trình mới. À, mình cũng đang sử dụng cái điều hướng giọng nói Google Maps của anh Phúc Nguyên luôn. Vâng, không biết đây có phải là giọng của anh hay không. Không biết có phải là giọng của anh không, anh nói giọng Bắc hay không. Mà nghe giọng thì khá là ấm. Đôi khi có một vài từ ngữ chẳng từ như là tìm lộ trình thay thế. Hơi bị cong lưỡi nhẹ. Đấy. Wow,
mình thích kiểu đường như này này, nhỏ hẹp, để mà nhỏ hẹp cộng với việc là cho cái lưu lượng traffic các bạn đi sát sát vào rồi cái mép cái vạch sơn kẻ đường này thì hay hơn này, nhiều pha tránh nhau mới vui. Nhưng mà chạy xa xa vậy đôi khi là ít có va chạm, chạy sát sát vào đôi khi có va chạm nó vui mới thể hiện trình độ lái xe mà các bạn. Thôi mình đùa đi thôi, đây là các cái khu vực ruộng này. Mà sao dạo này mấy các bác không cấy nhỉ? Ruộng toàn ruộng bỏ hoang thế này, không thấy lúa đâu cả, thạch này không đi trồng lúa, không 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 chủ mát lại hôm nay lại không phân phát giống cây trồng cho bà con cô bác thế này, để vườn không nhà trống thế này, không chịu đầu tư giống lúa cho bà con cô bác họ gieo cấy, khổ để đất bỏ hoang thế kia. À mà giờ tháng tư rồi, giờ tháng tư chỉ có trồng hoa màu thôi chứ cũng không phải là mùa lúa. Mùa lúa thì có tháng năm, tháng năm tháng sáu trở đi cơ nên bắt đầu vào mùa cấy, thì bây giờ cũng cấy có thôi mà ít các bạn. Rồi mình đang bắt đầu vào nói chung là vào trung tâm thành phố Điện Biên ấy ạ. Đấy nhà các bạn thấy nhà san sát nhà Điện Biên cũng đẹp chứ nhỉ. Đấy mình đang bắt đầu vào phố rồi nha các bạn nhé. Đấy, phố Điện Biên đấy. Và Lai Châu, Điện Biên. Không biết này, bác Hà Nội, bác ba hoa ban phút bác có phải ở Lai Châu, Điện Biên không nhỉ? Hay ở Lai Châu đó? Ở Điện Biên chứ. Điện Biên nhưng mà đi vô sâu vô các bản đó các bạn. Hoa ban phút đấy. Trong thương hiệu Anh thằng rất là nổi tiếng về các cái gia vị Tây Bắc. Đấy, bác Hoa Văn Phút mày lên bản làng của bác Hoa Văn Phút rất tiếc là map vẫn chưa tới được các cái bản làng của bác Hoa Văn Phút. ở vòng xoay rẽ vào Đây ngã thứ mình nhất. sẽ cho khách tham quan một tí cái chỗ như đây là tượng đài tưởng niệm hay tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đây, không biết trong có cái lá quốc kỳ rất là cao rất là to và cái quảng trường hay này quảng trường ta trông rất là rộng rãi. Nói chung là cho khách tham quan một tí, sau đó thì mình sẽ đóng một ga luôn, không dừng. Wow, thời tiết hôm nay cũng rất là đẹp các bạn, trời trong xanh. Hôm nay là nay quốc tế lao động mày. Đấy, qua hôm qua là 30 tháng 4, 1 tháng 5 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Tết độc lập. Thì hôm nay thì sẽ là ngày 1 tháng 5, ngày tế lao động. Thì có thể video của mình sẽ lên chậm từ 1 đến 2 ngày vì thời điểm mình quay là 1 tháng 5, nhưng mà thời điểm mình còn edit nữa và chỉnh sửa cũng như là xuất xuất bản video nữa thì cũng rơi vào tầm trễ khoảng 1 đến 2 ngày gì đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đường nhé. Đầu vừa đi ngang qua các bạn. Rồi, mình sẽ lên đường. Wow, nhìn đẹp nhờ. Nhìn nó cao như kiểu là xe giường vậy ấy. Mà bây giờ xe giường mà cái lắp nón gì vua à quên. Bây giờ xe giường mà lắp nón U2019 2020 chắc đẹp lắm ấy. Hiện tại chưa có nón này. Còn lắp nó gì qua thì cái này thì không biết là trong bản Tuân Ninh mới của Hải Đăng thì có cập nhật cái nón gì qua này cho hay không, mô hôm 2019 hay 18 gì không thì mình không rõ. Bởi vì mình chưa có mua gói Tuân Ninh. Nói chung nhiều thứ mua quá, tiền thì hạn hẹp, bây giờ thời buổi kinh tế nó cũng khó khăn. Dịch Covid-19 thì nó ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nặng nề. Rời Thế đường nên là ngay. cũng thắt chặt chi tiêu các bạn, mình toàn tranh thủ mua những lúc nó rẻ nhất thì mình mua. Định mua Trang Long mà hiện tại Trang Long giá khoảng 200, nhưng mà tôi biết đối với mình 200 là một vấn đề, bởi vì thực sự là cái việc các bạn thì như nào thì mình không biết, nhưng mà hiện tại thì mình đang phải nuôi 2 người cho nên là cái việc thắt chặt chi tiêu cũng phải tính toán tới. Chứ còn mình chơi này mình làm video như thế này thì nói thật với các bạn là sở thích với đam mê thôi, chứ còn
chả kiếm được đi đồng thẳng. nào từ YouTube cả. Các bạn nghĩ ở kênh mình kiếm tiền được này kia, nhưng mà thực ra thì chẳng có tiền đâu, có thì chơi vì sở thích với đam mê thôi. Vâng, trong phố rất là đẹp. Với hoa gì đây nhỉ, hoa gì đây nhỉ, hoa dạ hoa gì nhỉ, quên cha tên rồi. Hoa gì nhỉ, hoa gì ở trong ở giữa nhỉ, ra thì bây giờ quên nhiều nhiều thứ, bây giờ ý là giờ như kiểu có tuổi rồi, những cái thứ không cần thiết này bị quên đó các bạn. Hoa này hoa gì Ở vòng xoay, rẽ gì, vào ngã thứ hồi hai. nhỏ mình hay nghịch những hoa này lắm, nhưng mà giờ có tuổi mẹ rồi dễ quên lắm. Hoa gì giờ cũng đéo nhớ luôn ấy. Rời đường ngay. Vâng, đây là khu vực biển quảng cáo quầy. Chắc có lẽ cái biển quảng cáo có lẽ là nổi bật nhất là có là cái biển quảng cáo ở giữa Thúng Tiền với lại Nguyễn Quý. Về cái biển quảng cáo đấy công nhận là nổi bật thật. Mình đã đi qua nội thành rồi, giờ bắt đầu đi ra phần ngoại thành thành phố đây, ngoại thành Điện Biên đây. Bây giờ thì mình cũng chưa tăng tốc đâu, bác Tài cũng chưa tăng tốc đâu, 60 kìa. Bây giờ mà các bác Điện Biên chạy ác chiến lắm, tí nữa cuối đường cơ, đèo cơ, bác này mới trổ tài gọi là đi đường đèo đây. Vì đợt trước chạy hổ vồ đường này chạy cũng kinh lắm. Hôm nay thì bác lại nhảy sang gác tài xe tour đây. Tài này tài chạy kinh các bạn, đủ thể loại hết, từ xe giường, từ đầu kéo tới xe khách, rồi từ tour tới tuyến là phá hết. Đấy. Không có chừa. Về phần đồ họa thì mình đang sử dụng đồ họa của Naturic phiên bản beta do Hải đang chia sẻ. Nói chung thì về đồ họa thì mình cũng không sử dụng HDR, mình bỏ HDR và mình sử dụng ReShape của cái phần mềm ReShape và cái phần các file text ReShape tùy tùy chỉnh của Kimuchi. Kimuchi các bạn có thể lên các cái trang 2.lt, các bạn search chữ Kimuchi, tải cái phần ReShape đó về paste vô và sử dụng mình để full ultra setting cái ultra cái file ultra của ReShape luôn. Còn các bạn muốn tùy chỉnh thêm thì có thể cho thêm một vài cái ReShape khác vào, tích thêm một vài ô nữa phải không? Cũng được. Đấy, đi đường Tây Bắc nó phải như thế này, đường nó nhỏ nhỏ hẹp hẹp bên, nhưng mà mình vẫn không thích là nhiều cái lan can đường quá. Ít lan can thôi, lỡ may mà có mất lái phát là vực luôn đi vui. Như thế này thì xe có mất lái không là không vực được các bạn. Chỉ có làm phép cho nó mới rơi vực được thôi, chứ mà lan can đường nhiều này thì có mất lái chả là chả 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 rơi vực được, lan can đường nhiều quá mà. À, thời tiết rất là đẹp các bạn. Rồi. Chỗ này cũng là vườn không nhà trống, chưa có ruộng, ruộng không ấy, chưa có không có cây hoa, cũng có hoa màu gì ở trên đất cả. Chán chủ mát ghê. Không phân phát giống cây trồng cho bà con cô bác để họ cấy cày hoặc là nuôi trồng. Rồi, bắt đầu lên những cung đường gọi là điển hình của Tây Bắc các bạn nhé, điển hình của đường 6 đấy, đèo, những con đèo, những khúc dốc và những cái đường quanh co đấy, đây là đặc sản của đường 6 nha anh em. Đẹp nhỉ, đội nón gì vừa cũng đẹp chứ. Không biết là đội nón U2019 này như thế nào, à 2020 như thế nào. Của mấy con AX125 đấy anh em. Đấy, những bộ nón này mình thấy cũng khá đẹp đấy. Không biết là đội nón này AX120 như thế nào.
2020 như thế nào. Hơi lỗi phần đề cao kính tí. Mà không biết mình bị lỗi hay ai khác bị lỗi không, chứ còn mình thấy mình đang bị lỗi này đây. Không biết các bác khác như thế nào. Đấy, các bác xe con đi đường Tây Bắc kinh lắm. Toàn 80, toàn đóng 60, 70 thôi. Bác xe con đấy. Vì hiện tại thì màu sắc nó hơi có một chút màu ngà vàng, bởi vì đang có một cái váng mỡ gà kìa bạn. Đấy, được, trời đang có một chút gọi là ráng mỡ gà, của nhà thì giữ đấy. Đấy, đang có một ít ráng mỡ gà nhé. Cái màu hơi vàng vàng các bạn. Còn màu đỏ đỏ người ta gọi là màu giải quạt. Cái đấy thì hạn hạn. Cái đấy người ta nói là giải quạt đấy là trời nắng ấy. Còn cái này là ráng kiểu váng mỡ gà kìa. Trời màu vàng vàng các bạn kìa. Này gọi là đấy, hơi vàng vàng kìa các. Đấy nó gọi là mỡ gà đấy. Váng mỡ gà đấy, váng nhá. Mỡ gà hay là ráng mỡ gà gì không biết. Có nhà thì giữ, bởi vì thời tiết Tây Bắc thì các bạn biết rồi. Thời tiết bốn mùa chứ không phải giống như kiểu thời tiết trong miền Nam, nó là thời tiết hai mùa mưa nắng. Còn thời tiết ở Tây Bắc, ở khu vực Tây Bắc và khu vực miền Bắc là thời tiết bốn mùa. Cho nên là có thể sẽ mưa bất chợt. Nhưng mà rất may là hiện tại bây giờ mình đang đi thì trời nó tạnh ráo, cho nên là chạy nó cũng khá là thoải mái. Có thể bơm một cách vô tư. Mình cứ đang nghĩ là khung cảnh này đang lên Đà Lạt cơ. Nhưng mà đang mình rất tiếc mình đang ở khu vực Tây Bắc. À, khu vực Đà Lạt thì cây cối của nó không phải cây này đâu, chủ yếu là cây rừng gỗ, gỗ thông, lá kim mà. Từ nói chung là từ địa phận đèo Flen trở đi thôi. Còn từ dưới đèo Flen quay đổ lại, từ các cái huyện như Đức Trọng quay đổ lại thì cây cối nó cũng, rừng cây nó cũng giống như kiểu là rừng, chủ yếu là rừng tre là nhiều các bạn. Cây cối nó cũng chủ yếu là đồi, cây cối ở trồng chủ yếu là gỗ, chẳng hạn gỗ keo này kia để họ thu hoạch các bạn. Giờ chủ yếu là cái đấy thôi. Chứ thời điểm mình đi đường 20 cách này thì cũng khoảng gần 10 năm rồi. Từ 2011 đến giờ, giờ hiện tại 2020 rồi thì phải 9 năm, gần 10 năm rồi. Chục năm rồi, gần chục năm rồi mình cũng chưa quay lại là Lâm Đồng. Quay lại Lâm Hà. Bởi vì mình cũng có thời gian mình ở trên Lâm Hà ấy. Làm gì đâu, đi làm gì, hát cà đi làm gì. Nói chung thì trên đấy mình có ông bác là đầu mùa thì chưa chín nhiều ấy, thì kêu sang hộ ông tí thì sang hộ tầm khoảng nửa tháng về. Thời thanh niên mà các bạn, chứ đâu như bây giờ ông già 30 đâu. Thời đấy thì mới qua mấy 20 21, cái tuổi gọi là 17 bé gãy xương trâu ấy. Thời đấy trẻ trâu lắm, đâu như bây giờ chứng chạc đâu. Thời đấy là ông bà già nói một mình phải cãi 10. Giờ vẫn cãi nhưng mà mình điềm tĩnh hơn. Phong cảnh rất là đẹp các bạn. Cầu bản to hay ban to gì đấy. Toàn không gió như nào cũng chịu. Đường chạy 60, hiện tại mình đang chạy 50 đây. Đấy các bạn thấy không? Đường rất là đẹp. Đường đẹp phóng tít mắt. Đợt mình đi đi từ Đà Lạt về, từ Lâm Hà về lên đèo thì đỡ nhá các bạn nhá. Ôi xuống đèo thì mấy bố chạy kình, mấy bố phò 16 chỗ chạy kình ít khách nữa. Mình là thằng không bao giờ say xe, tuyên bố luôn. Thế mà đi hôm đấy xem nó xài, ôi trời ơi, nó đổ đèo nó cá chết một con chó. Tàu nhá các bạn nhá, tàu vừa đi ngang qua, còi tàu đấy, nó đổ đèo phải năm mấy 60, khiếp, mấy thằng xe phò chạy khiếp, vô cua nó cá chết một con chó,
con chó băng ngang qua đường ấy. Chó tận chó thả rông băng ngang qua đường ấy, nó phi phát, nó thắng gấp, nó phi phát rồi xong chó nằm gầm rồi đi tiếp. Có hai người, có người, có cặp đang đi xe máy thấy chó phong qua cũng dừng lại xem. Mình ngồi trên xe thì mình không để ý rõ được, xem nó cũng định lượm sao ấy. Ôi chỗ này đẹp chưa, núi kìa đẹp chưa. Ôi giời, cầm cái điện thoại tê, cầm điện thoại ghi âm một tê tay các bác ạ. Đẹp nha, mấy cái quả đồi đẹp nha, mấy quả đồi quả núi đẹp chưa, tuyệt đẹp luôn. Để làm một tấm ảnh nha. Rất là đẹp các bạn. À, bác đầu kéo vlog thì bác không, à đầu kéo vlog thì bác không đi đường này, đi đường Lạng Sơn kia. Đây đường này đường lên Điện Biên này. Đường này chỉ có Điện Biên thì hình như không. Điện Biên Sơn La đường này thì chủ yếu là ra Đại Phú đi nhiều. Ra Đại Phú đi nhiều. Một admin của câu lạc bộ yêu xe các bạn. Có con trai gối có rất độ rất là xịn sò đấy. Bây giờ bác tài xe tour này bắt đầu trổ tài lên đèo đây, trổ tài lên đèo đây, phóng tít mắt có ba mấy thôi mình chạy có đấy lên 60 rồi đấy. Bác công chạy không kém các bạn ạ, bác công chạy cũng 60-70 kìa, kinh chưa. Đây không vượt được, đoạn này hơi khuất tầm nhìn. Rồi ok, vượt. Uầy. Cam đoan với các bạn là hành khách trên xe cũng phải gọi là ói mửa trên xe đấy. Đi cỡ này cơ mà. Bạn thấy không? Vào cua này, 60-70, 60-50 này. Đấy chưa? Rồi các bạn là đang ngồi đằng sau mình dồn sát một bên. Cảm giác là còn kinh khủng hơn là đi tàu, đi tàu thủy nữa đấy. Mỗi một lần, mỗi một cú đánh lái là của tài xế là hành khách hết từ trao qua trái bắt đầu trao qua phải, hết nghiêng qua trái bắt đầu nghiêng qua phải. Ôi giời, cảm giác ngồi sau phải gọi là thoát tim ấy. Thấy không? Lên đèo mà cứ xong 60-70 quất thế này thì thôi chứ. Chuẩn bị rẽ phải. thử lần sau chạy xe giường xem. Có lên nổi như này không? Ôi chỗ này lag. Rẽ phải. Lên đèo mà cứ 60-70 thì thôi rồi. Khách xài hết. Chuẩn bị rẽ phải. Lại rẽ phải. Rẽ phải. Đây, bắt đầu nhìn bắt đầu lên những cung đường đường gọi là đèo quanh co, quanh co đây các bạn. À, địa điểm dừng chân của mình sẽ là khu vực rừng nghỉ đợt trước mà mình có dừng cái con hổ bồ màu cam ạ. Đồ đèo Pha Đin, cái tiêu đề là đồ đèo Pha Đin đấy. Đầu đèo Pha Đin. Hi
Chạy 80 luôn, kinh. Đây, bắt đầu lên đèo đây. Bây giờ anh này bo phải có tầm 6 mấy 70 này. Đấy, 68 này bạn thấy không? Đấy, bo 60 luôn. Bo cỡ này luôn. Bởi vì cũng phải thôi, bởi vì đường Tây Bắc thì chủ yếu là các nhà Tây Bắc chủ yếu là thích máy Hyundai, máy lớn, bởi vì cái cung đường ở Tây Bắc thì chủ yếu là đèo, đồi núi nhiều, dốc nhiều. Các máy thực ra thì ở khu vực các nhà xe ở Tây Bắc thì họ không thích máy quay chai cho lắm. Thực sự thì ở ngoài Tây Bắc thì chủ yếu là U nhập là nhiều, toàn máy lớn. Còn quay chai cũng có mà ít lắm. Mình đa phần mình thấy là trong các clip xe ở Tây Bắc thì đa phần là HD là nhiều, U nhập với lại Uchaco là nhiều, bởi vì máy lớn. Đây là chỗ đường lánh nạn đây, dành cho mất phanh đây. Đấy, đấy, anh này chớm không? 40 vượt mà bắt công 40. Đấy, lên 50-60 rồi đấy. Bò cỡ này cơ mà. Thấy không, bạn thấy bò không? Bò gần 60 nhá. Kinh thật. Giờ cũng phải xế chiều rồi, nên mình bật đèn lên. Hiện tại mình bật đèn lên. Đấy. Đây là các cái di tích của việc tai nạn ở đường này đây. Toàn lên đèo 50 km không à. Kinh. Chạy ác chiến thật. Đây này, chẳng hạn như mấy chỗ này mà lỡ mai làm lan can mềm mềm thì được. Đây lan can này trong game này nó xe không phá được. Ấy 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 ấy, bây giờ nguy hiểm. Chỗ này đang sửa đường. Thế mà bác vẫn đóng 60. Lách tốt thật. Cổ kìa. Trời đang chuẩn bị tối bạn nhé. Giờ phải rơi vào tầm 6 giờ chiều đấy. Uầy. Đóng 65 luôn. Kinh. Đấy đấy. Bo 50 luôn. Uầy, tưởng 50 ai dè bo 60 mấy luôn, kinh. Đúng là máy mạnh có khác. Đúng là xe máy mạnh có khác, máy lớn. Rồi, mình đã bắt đầu tới địa phận của tỉnh Sơn La. Ui, trời ơi. Ông xe con này ông bị hư xe giữa đèo mà không để các cái đèn cảnh báo gì hết. Vâng, anh cũng còn rất là tỉnh và đẹp trai quá. Không là một đoạn vừa rồi thì cũng gọi là tai nạn thảm khốc đấy. Vì ngay cái khúc cua nói chung này cũng không có tầm nhìn cho lắm. Vì trời nó còn hơi cũng còn nhá nhem thôi chứ chưa phải là tối hoàn toàn. Nhưng mà vẫn nhìn được. Cho nên là vẫn lách được. Nói chung anh tài anh bơm ác chiến lắm mà. Đây có cảnh báo nguy hiểm này. Đấy, ít ra phải như thế này chứ. Hai xe. Đây, quả này bo mới kinh này. Bo 50 đó. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Người đằng sau thì cứ phải gọi là cứ ngã hết sang bên trái. Ngã hết sang bên tài đấy các bạn. Rồi, mình sẽ tấp vào đây nha bạn nhé. Trời cũng chuẩn bị đổ mưa rồi đấy. Mình sẽ tấp vào đây. Nói chung thì đi tour mà cũng phải cho khách ăn uống, nghỉ ngơi ăn uống chứ. Đi đóng một ga từ lúc 11 giờ trưa. Giờ đã 18 giờ, khoảng gần 7 giờ tối rồi. Phải cho khách ăn uống. Đúng không ạ? Rồi.
Và phần cuối video thì mình cũng sẽ chọn một nơi để dùng chân. Chỗ này nó hơi vướng tí, mình sẽ lùi ra sau, dây ra sau để trời đang mưa, chuẩn bị mưa rồi. Nên mình sẽ ghé cái đầu xe, cái cửa xe chỗ lên xuống sát vô trong để cho khách xuống. Và phần cuối video thì mình chỉ có lùi xe cho khách xuống thôi. Đấy, xuống tại đây. Nói chung là dừng chân tại đây. Ăn uống. Đó. Và hẹn các bạn trong các phần tiếp theo của video. Và nếu thấy hay đừng quên giúp mình nhấn like, share và subscribe ủng hộ kênh nhé các bạn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Giờ mình đang ra xe nhé. Đấy. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn ạ. Thank you.